Gigantamax là một loại tiến hóa Dynamax đặc biệt trong Pokemon. Giống như các Dynamax khác thì Gigantamax tăng đáng kể về kích thước HP của Pokemon trong trận chiến. Nhưng mà chỉ một số ít loài Pokemon nhất định mới có thể làm được như vậy. Và sự khác biệt giữa Gigantamax và Dynamax đó chính là chúng biến đổi ngoại hình của Pokemon trở nên ngầu hơn và chiến hơn. Thì trong chiến sinh tồn Minecraft 100 ngày Pixelmon tới đây, mình sẽ bắt đầu một chuyến hành trình đi thu phục những con Pokemon có thể tiến hóa Gigantamax. Và trong quá trình mà mình đi thu phục những con Pokemon Gigantamax này, có những con sở hữu trạng thái Gigantamax đặc biệt khiến chúng cứ phải gọi là đẹp hết nước chấm, nhức cái nách. Và chuyến hành trình của mình sẽ diễn ra như thế nào, các bạn hãy cùng đón xem nhé. Nhưng mà khoan, trước khi đến với nội dung chính, các bạn đừng quên rằng hãy bỏ ra 3 giây like, subscribe giúp mình với nhá. Còn bây giờ thì let's go. Và ngày đầu tiên, mình lại quay trở lại với thế giới Pixelmon rồi đây. Tất nhiên rồi, cứ mỗi lần được spam ra, chúng ta lại gặp một cái ngôi làng. Và lần này thì mình gặp một cái ngôi làng nửa nạc nửa mỡ, tức là nửa sa mạc và nửa đồng bằng. Nhưng mà mới vào phát xong tự nhiên có cái con cừu nó lại nó cà khịa mình ạ. Chà, ranh con này, mày lại không biết bố mày là ai rồi. Rồi, nhìn con này công nhận là mặt nó cũng có vẻ lì ấy, nên là mình cũng tung cho nó một vài chiêu cơ bản cho nó biết thế nào gọi là lễ độ. Nhưng mà công nhận là nó cũng có vẻ khỏe phết nhờ, hơn mình những 2 level và đó là rồi, mày đốt cho nó vài phát Ember nữa, nhưng mà kẻ thua cuộc lại chính là mình các bạn ạ. Mấy cái anh cừu xung quanh đây công nhận là cũng máu chó phết nhờ. Chả ai làm gì, mới ngày đầu tiên vào gặp nhau cái chúng ta phải gửi đến nhau lời thương, tình thương, mến thương chứ. Tự nhiên anh lại chửi em là cái thằng đầu bờ giờ đấy thì anh không được. Anh sống dơ quá anh ạ, anh cừu này. Ok, đánh mình xong anh còn đi theo mình để đòi đánh tiếp đấy chứ. Cái thằng này thấy người ta dễ bắt nạt xong cứ thế mà bắt nạt tiếp à? Chà. Được. Lần này khác rồi con ạ. Người ta tha cho có lần thôi. Phong cách sống của người ta ấy gọi là ít thù mà thêm bạn, hiểu không? Chứ đâu ai sống dơ nha anh, chán. Lần này mình gặp phải một cái ngôi làng mà nó không có cô y tá xinh đẹp rồi các bạn ơi. Ở đây chỉ có một ông già tóc hói. Nói thế chứ ông vẫn hào phóng cho mình mấy que bột quỷ lửa, cộng với đó là thêm mấy viên kẹo đấy các bạn ạ. Ngon, cảm ơn ông nhé. Coi như là nhà ông cũng hết tác dụng rồi. Còn mấy cái máy chơi với lại cái PC này lát nữa tôi lấy, ông cứ để đây nhá. Để đây cho tôi nhá. Tôi mà thấy là ông bán cho ai là tôi đập chết. Mày biến mẹ mày đi chơi khốt mất tao, cái thằng xấu cha. Đã xấu cha lại còn ép à, leo leo đổ ép à. À thế à, tại vì đây là thế giới Pixelmon đấy ông ạ, chứ trong đây mà là thế giới gọi là mutant zombie apocalypse thì tôi đấm ông vỡ mồm mà răng đi đằng răng mà hàm đi đằng hàm rồi nhá. Cái thằng ranh con này, bố mình nhịn mày lâu lắm rồi nhá. Tạm thời chia tay với lại ông bác sĩ hói đầu thì mình có đi ra khu chợ của dân làng để mà vét ít đồ mày. Đấy, có gì đâu. Ở đây mình kiếm được mấy cái miếng sắt này, blue với lại black. Mình nhì cũng chưa bao giờ dùng mấy cái tấm này, không biết là nó có tác dụng gì nhỉ. Bạn nào biết thì nhớ để lại bình luận cho mình biết với nhá. Trong dương này thì cũng có rất là nhiều bô, cộng với đó là cực kỳ là nhiều thuốc, có thêm cả một cái camera đấy. Nhưng mà thôi không cần đâu, mình cần gì chụp ảnh Pokemon của mình đâu. Ở đây có một cái vật phẩm có tên là Shipfarer. Ở đây nó bảo là cái này có tác dụng là tăng tốc độ EV của một Pokemon lên 1 và có thể pha với 10 quả Salac để tạo ra Carbot. Nhưng mà thấy là nó không có công dụng lắm, mình thì cũng không cần dùng nhiều mấy cái đấy. Nên là mình sẽ lấy đi để tí bán các bạn ạ. Bán chắc được nhiều tiền lắm á. Rồi đây, mình lại kiếm thêm được mấy quả Remiabo này. Remiabo, bô nạp lần đầu. Bánh mì và táo dai không thể không lấy rồi. Cạnh đấy cũng có rất là nhiều những gian hàng khác, nhưng mà cái mà mình hướng đến ấy, nó không phải là mấy cái dương này đâu, mà chính là mấy cái thùng gỗ này này. Đây các bạn để ý nhá. Những cái thùng gỗ này là không được bỏ qua. Nếu như mà các bạn bỏ qua thì các bạn bỏ qua rất là nhiều vật phẩm luôn, là đảm bảo là tiếc lắm á. Đấy. Đấy, ui giời ơi. Bô với bóng các thứ kìa. Mẹ nó nhiều. Ui giời, cả lông ở đây làm gì vậy? Lông thằng nào ấy? Lông thằng nào cắt xong vứt ra đấy? Thật là dơ dáy quá đi à. Mày không? Thằng này. Mẹ, bạn nhìn cái mồm thằng này là các bạn biết rồi gì nữa. Cái lông mồm của thằng này xong nó cắt ra nó bỏ vào dương này xong nó bán á. Chà, lông mồm mày vứt bung đa không tung. Không có tí vệ sinh nào cả. Ở đây mình còn kiếm được cả một cái gì đây? Ultra chest này. Một cái đĩa nhạc. Cái này là một món vật phẩm gì vậy? Item trang bị. Đấy. Mình thì cũng không có dành lắm về mấy cái trang bị trong Pixelmon này, nên là thấy cái gì hay mình cứ lắp bừa. Ui, nhiều bánh. Chưa, thêm cả đống Unchabo vào luôn. Wow, amazing. À, chị này sao có cái bánh kem để đây này? Chị à, bánh kem để đây ấy. Nếu mà chị không ăn là mấy con Pokemon rùi nhặng xung quanh đây nó bông vào nó ăn hết đấy. Nên là thôi, nếu chị không ăn để em ăn nhé. Ủa, sao không ăn được? Rồi, xong luôn, bánh gato mô hình rồi. Ác, chơi bán bánh mà chơi bán bánh gato mô hình. Ác. Đến gian hàng cuối cùng thì mình lượm được quá trời gọi là Gridbo luôn. Úi giời ơi, như này dùng đến bao giờ nó mới hết. Ở đây còn một cái dương ẩn đằng sau đít của chị này nữa. Ui giời ơi, đớt bô, ngon luôn, lượm luôn. Đớt bô bắt mấy con Pokemon trong bóng tối thì ui quá đã. Đấy, lượn một vòng phố cổ qua mã mây thì cuối cùng cũng đã hết cái chợ rồi. Còn gì nữa đâu, trộm nó cũng phải có lương tâm các bạn ạ. Ok. Sau đó việc chúng ta cần làm tiếp theo đó chính là lại chỗ của mấy anh thương gia này, sau đó là bán vật phẩm thôi. Ui giời, quá nhiều. Chưa bao giờ mình lấy nhiều đồ như này luôn ấy. Bán đến bao giờ nó mới hết.
chưa đâu, chưa hết đâu. Bán xong mình còn phải trèo lên chi tầng này nè. Nhớ nhá, các bạn mà đến cái ngôi nhà mà màu xanh như này ấy, các bạn mà bỏ qua này, các bạn đừng có xem mình nữa. Mình đã dạy các bạn không biết bao nhiêu lần rồi, tập nào cũng dạy, tập nào cũng nhắc là phải vào đây rồi. Chắc chắn là không thể bỏ qua mấy cái này được. Trên đây mới gọi là vương cúp đồ chứ. Đấy, trộm đi các bạn ạ, không ai ý kiến gì đâu. Làng này làm gì có ai bảo vệ đâu, cứ tự rưng như ở nhà nhé. Úi giời, quá trời bô luôn. Ở đây mình kiếm được gì đây? Level bô với lại quả này này, Safari bô. Úi, bô ngon đấy, bô ngon đấy. Ôi trời, bây giờ mình nhiều bô đến mức mà mình thấy Pokemon thử mình không thèm lụm luôn các bạn ạ. Ơi nhưng mà biết đâu, lỡ một ngày nào đấy cấp bách mình cần dùng đến thì sao? Mình phải lo cho tương lai chứ. Thà gọi là lấy nhầm còn hơn bỏ sót. Ok, hết sạch rồi. Giờ có mồi lửa châm là tuyệt vời luôn. 10 điểm luôn. Okay, bán nốt mấy cái đồ này đi này. Ok, mà sau khi mà bán đồ xong ấy thì tất nhiên là mình sẽ đi mua bô rồi. Ở đây thì có rất là nhiều bô, nhưng mà mình vẫn trung thành 100% độ tuyệt đối với lại Ultra Bô. Lần này thì mình mua được đâu đó khoảng tầm bao nhiêu mình chả nhớ nữa, nhưng mà số Ultra Bô hiện tại mình đang có là 24 bô rồi này. Ui, lụm 24 cộng thêm cả mấy cái bô này thì ôi giời ơi, bắt đến sang năm nó mới hết. Chết. Mình đang định làm quả chuyến sinh tồn 500 ngày, chắc nhiêu đây đủ đến cả ngàn ngày mất. Làm xong công việc của một ngày đầu tiên rồi, tất nhiên là sau khi mà đã có đầy đủ công cụ như vậy, mình đi ra ngoài mình cũng phải lo đến cái ăn cái mặc chứ, đúng không? Dù sao chăng nữa, dẫu cho thế giới này không có zombie hay là bất kỳ mối nguy hiểm nào đến với tính mạng của chúng ta, nhưng mà ăn uống ngủ nghỉ ỉa đái các thứ vẫn là nhu cầu cần thiết các bạn ạ. Trời ơi, cả cái làng này được những hai cái đống rơm cơ. Mẹ, dân làng đây chắc cũng nghiện chơi Pokemon đấy, nên là có thèm đi gọi là làm ruộng đâu. Chả thấy cái ông nông dân nào ở đây cả, thấy toàn ba gọi là huấn luyện viên rồi bảo vệ bảo kê các thứ không à. Thấy thêm cả mấy ông gian thương đây nữa, làm gì có ai gọi là chịu đi làm ruộng đâu. Người gì đâu mà nhát. Ở đây có mấy con Pokemon gen 9 trông hay lắm này. Con Brambeam, Pokemon hệ cỏ đất là đúng không? Nhìn con này giống cái bụi cây, dự nhìn nó xấu á, nhìn mà không muốn bắt luôn á. Cạnh cái ngôi làng thì cũng có một vài cái shop ạc để mà mình random ạc may mắn, thế nên là mình cũng thử vận may tí qua đấy lấy xem như thế nào. Đây, shop ạc đấy, vẫn như thế luôn à. Nhưng mà lần này mình có kiếm thêm được cả kim cương các bạn ơi. Shop ạc này uy tín phết nhờ. Tất nhiên rồi, mình sẽ được hai quả trứng lửa và cũng như là một quả trứng nước. Lần này chủ yếu là những con Pokemon Gigatamax ấy, nó đều là những con Pokemon khá là dễ bắt, rất nhiều trong số đó lại là những con Pokemon khởi đầu nữa cơ, thế nên là mình cứ thử chơi vài quả trứng đi, biết đâu random nó lại ra, đúng không? Đỡ phải đi bắt, đỡ tốn công. Và trước khi mà hết ngày thì mẹ trứng gì nở nhanh vậy? Phải không? Rồi xong luôn, thấy mẹ luôn, tao biết ngay mà. Má, nó ra hai con Vulpix. Má, hai con Vulpix này thì level cũng khá là cao đấy, một con level 32 và một con level 14. Tuy là mình không thích hai con này lắm, nhưng mà ít ra bây giờ nó cũng có giá trị lợi dụng các bạn ạ. Vứt một con vào xó đi, còn để lại con 32 sau đó là farm kinh nghiệm thôi. Cày tí nhỏ. Random shop ạc xong thì bây giờ mình bắt đầu lấy một ít gỗ để làm công cụ các bạn ạ. Dù cho là bây giờ mình cũng không cần thiết là phải có công cụ xịn sò lắm, nhưng mà ít nhất thì cũng phải có một bộ công cụ bằng đồ đỡ. Đang lúc chặt gỗ thì mình phát hiện ra là có một con Pokemon huyền thoại spam ra kìa, cách đây cũng khá là gần thôi, đâu đó khoảng tầm 50m à. Con bướm à? Không cần, không lấy con này đâu. Ghé vào trong nhà của ông tiến sĩ đầu hói thì mình bắt đầu làm cái bàn chế tạo cái đã này. Ok này, đặt bàn chế tạo xuống, sau đó là làm mấy cái roi, làm thêm cái cúp gỗ. Ok luôn, có cúp gỗ xong thì đào ít đỡ. Chết mẹ, mình đào phải cái cọng què đây trời. Có đỡ xong rồi mình sẽ cho Pokemon của mình đập đỡ. À ý lộn, mình sẽ ghép mấy cái cục đỡ này thành một cái cúp và cũng như là một cái rìu bằng đỡ. Ok, tiện thể mình cũng chỉ mấy cái kiện rơm này thành lúa mì luôn. Và tất nhiên rồi, biến nó trở thành lương thực dự trữ, bánh mì. Ai da, chà, hơn một stack bánh mì lận. Chết. Thế này chắc là mình sẽ ăn được đâu đó khoảng tầm vài trăm ngày ấy, mình cũng chả rõ nữa. Nhưng mà sau khi lấy đồ của dân làng xong mình thấy ai nấy quá. Các bạn hãy ghi nhớ điều này nhé, nhất định là ngày thứ 101 mình sẽ trả lại lúa và cũng như là rơm cho dân làng. Mình hứa, mình đảm bảo. Mình mà nói sai mình làm con chó. Sang đến ngày thứ 2 thì mình bắt đầu tìm ra một cái mảnh đất nó gọi là trống trải một tí, và sau đó là dọn cho nó bằng phẳng, thêm cả mấy cái khối cỏ này nữa, hơi vướng chân vướng tay nha. Và sau khi mà có một cái địa hình nó bằng phẳng một tí ấy, mình bắt đầu đào một vài cái hố. Những cái hố này thì sẽ cách nhau một block và hố nào cũng sẽ sâu 2 block. Đố các bạn biết là mình đang làm gì ấy, các bạn thử đoán xem là mình đang làm gì nhá. Và nếu bạn nào mà có kết quả thì nhớ là để lại bình luận bên dưới phần bình luận video này, ngay lập tức mình sẽ cho các bạn biết. Ok, và thời gian suy nghĩ đã kết thúc. Thật ra có thể là sẽ có rất nhiều bạn bảo mình là đang trồng cây đúng không, nhưng mà không, các bạn nhầm rồi. Mình đào những cái hố này ấy là để cho mấy anh dân làng xuống đây ấy các bạn ạ. Tại sao mình lại phải mất công như thế? Đơn giản thôi, vì mấy anh dân làng các bạn thấy không, ấy, chạy quá lăng quăng loạn hết cả lên. Mình thì đang cần làm một cái nhiệm vụ của mấy anh dân làng này, mà nhiệm vụ này thì cực kỳ là hiếm luôn nha. Nó có tỷ lệ đâu đó khoảng tầm 5%. Yeah, không nghe nhầm đâu, 5% thì mới ra cái nhiệm vụ này. Và nhiệm vụ này không gì khác chính là nhiệm vụ để chúng ta có được cái vòng tay Dynamax, chính là nó đấy. Mà nếu như mà mình không kiếm được nhiệm vụ này mà cũng như là không có được vòng tay Dynamax thì coi như là cái series này nó end ngay lập tức ở cái ngày thứ 2 luôn đấy các bạn. Vậy nên là mình mới bắt đầu phải tạo ra nhiều cái hố như này này. Và không chỉ là dân làng ở đây mình cho vào đây đâu nha, mà dân làng ở những cái làng khác mình cũng sẽ cho vào
đây luôn. Đào xong mấy cái hố thì bây giờ cái bước này nó mới khoai này các bạn. Ê, bước này khoai đây, khoai đây. Đặt thêm cái bàn chỉ đạo xuống này. Sau đó là mình sẽ làm ra một con thuyền. Có thuyền rồi thì mình sẽ tìm đến mấy anh dân làng thôi. Nhưng mà mấy anh dân làng chạy đâu hết ta? Ủa, ban nãy mấy anh vừa mới đây mà. Nhanh đấy nhở? À đây 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 đây, có một, đây là cô bé bán xốp. Đây, cái thằng già này đây. Má, ông chạy ra đi tận đây luôn ạ. Anh ơi, anh lên xe để em đèo về các anh ơi. Về mình về nhà nào, anh đừng có chạy ra đây nữa. Đây anh lên. Ok, lên thuyền đi anh. Ủa anh chê hả? Má, cái ông già này bị sao ấy các bạn ơi? Ông già này có bị đãng trí không nhỉ? Lên thuyền anh. Ủa, rồi xong luôn. Ông này có vẻ như là không được bình thường rồi các bạn. Nhìn ông mặc quần áo sục sạc còn rách như thế này biết là ông không bình thường rồi đấy. Thôi té. Đi lựa ông khác. Ở bên này còn một ông nữa này. Đây. Dạ. Anh thì anh bình thường cho em cái, anh đừng có thiểu năng cho ông kia nhá. Anh trèo lên thuyền giúp em cái. Và đây chính là anh dân làng cuối cùng mà mình dụ kèo vào cái công ty đa cấp của mình đấy các bạn. Mấy nhưng mà anh này trông mặt đần quá, không biết có giao nhiệm vụ được cho mình không ta. Ê anh ơi, dừng lại, đừng có chạy đi mà. Đây. Anh xuống cái hố này giúp em cái. Ê, đi xuống cái hố ấy, lọt xuống cái hố giúp nào. Mà cày thế à? Mấy dân làng này làm mình tốn nhiều thời gian cực kỳ luôn đấy. Nào, đi anh xuống hố ấy anh. Thôi kìa, cho mày đi đâu mày đi. Đấy thì tổng cả ở đây mình đếm sơ chắc cũng tầm hơn chục anh dân làng các bạn ạ. Và mình sẽ cần phải chờ đâu đó khoảng tầm giờ 0 hoặc là giờ 12.000 để mấy anh này bắt đầu giao nhiệm vụ cho mình. Mà chờ coi bộ hơi lâu ấy. Trong lúc chờ thì mình sẽ đi hồi máu cho đấy. Trong lúc chờ thì mình sẽ đi hồi máu cho Charmander của mình tí đã. Đây, trời cũng bắt đầu chiều rồi đấy. Nào, tầm này là nó cũng rơi vào đâu đó khoảng tầm 11.000 rồi đấy. Nào, hỡi các bà con dân làng, hãy cho tôi nhiệm vụ màu tím đi. À quên, nhiệm vụ màu hồng chứ. Tôi thích màu hồng lắm. Màu hồng là màu của sự mộng mơ, của tình yêu, của sức sống. Làm ơn, hãy cho tôi thấy màu hường đi ạ. Có ai không? Cho tôi thấy màu hường cái ạ. Ở rồi xong luôn. À đây rồi. Holy shit, đây rồi. Siêu. Các bạn thấy chưa? Mình may mắn thế nhở. Nhưng mà là ông nào có nhiệm vụ màu hường vậy? What the fuck? Từ từ nhá. Ở đây có hai ông dân làng lận. Có thể là ông nào có nhiệm vụ hường đó. Đây, à đây. Hóa ra là ông già này. Đây các bạn nhìn đi. Tỷ lệ mà nó ra màu vàng này với lại màu xanh ấy là cực kỳ cao luôn. Chỉ có màu hồng mộng mơ này cộng với màu đỏ là sẽ hiếm. Và may quá, mình cũng đã nhận được cái màu hường mộng mơ này rồi. Sau bao nhiêu ngày gọi là mòn mỏi chờ đợi, thật không uổng công sức mình đi phiêu bạt 4 phương 8 hướng, 10 phương chư Phật để có thể gặp được ông này đây. Nhiệm vụ màu hường. Mẹ, nhưng mà ông cứ đi lại gần cái thằng cha làm gì nhỉ? Nào hai đứa tránh xa nhau ra, cút xa nhau ra xem nào để tao còn chặn lại xem nào. Buồn cười nha. Ok nha. Tránh xa thì tao nhận vụ nào. Ok, ông bình thường ông đi đừng có đi lung tung xem nào. Đi đây, ông đi gần lại đây tí nào. Ấy đấy, mình nhận nhiệm vụ đây này. Mấy ông này đi nép ra đây tí bạn ơi. Cái thằng già này tao đập cho cá bây giờ. Ok, đây. Hello, I found something strange. Tôi tìm thấy một vài thứ lạ. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể giúp tôi không? Chắc chắn rồi. Ôi giời ơi, giúp chứ. Tuyệt vời đấy. Nhìn xem tại đây, bạn nghĩ sao? Đó là cái gì? Tôi tin rằng đây là một ngôi sao sa ngã. Ấn tượng phải không? Còn nhiều nữa. Ok, đi tiếp. Dường như phản ứng với việc Pokemon làm việc hòa hợp với con người, nghĩ rằng bạn có thể giữ nó một chút xem điều gì sẽ xảy ra. Sure thing, chắc chắn rồi. Tuyệt vời. Hãy quay lại với tôi sau khi bạn đã dành chút thời gian cho nó để tôi có thể có cái nhìn khác. Thank you Vinamilk. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái công việc ở bước đầu tiên rồi. Đó là nhận nhiệm vụ để có thể sở hữu vòng tay Dynamax. Xem nhiệm vụ nó là gì ta. Đây, nhiệm vụ nó đây các bạn. Nhiệm vụ dê vai trưởng defeat 50 Pokemon. À đủ. Cái này phải gọi là siêu dễ luôn nha. 50 Pokemon à? Thế thì cũng bình thường. Mình chỉ cần tìm mấy con Pokemon level cùi đâu đó khoảng tầm 50 con là mình tiêu gì được thôi. Ok. Làm xong nhiệm vụ này thì mình sẽ có thể nhận được vòng tay Dynamax đây. Nhưng mà trời cũng đã tối rồi nên tạm thời mình sẽ đi ngủ cái. Sáng hôm sau mở mắt ra thì mình nhận được tin vui đầu tiên, đó chính là quả trứng nước của mình nó cũng đã nở ấy các bạn ạ. À chà, tao biết ngay mà, không con này con nào khác nữa. Mẹ, lại cái con rẻ rách này. Samurott. Ok, tạm để lại nó trong đội hình để mà làm gia tăng cái đội hình thôi chứ có cái tác dụng ngoè đâu. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chuyến hành trình gọi là farm kinh nghiệm này và cũng như là tiêu diệt Pokemon để mà có thể hoàn thành nốt cái nhiệm vụ này luôn. Tất nhiên rồi, trợ thủ đắc lực nhất đó là Vulpix, một con Pokemon rẻ rách mà mình mở trứng nó ra. Thôi thì có nhiều xài bấy nhiêu vậy. Những con mà level cao thì mình sẽ để cho Vulpix đánh, còn những con mà level thấp tầm level 2 như này thì mình sẽ để cho Charmander đánh để mà mình còn cày cấp Charmander lên nữa. Và đến level thứ 16 thì Charmander của mình bắt đầu tiến hóa lên dạng thứ hai, Charmeleon. Tiến hóa nhanh nào con, làm mất thời gian quá. Đây rồi, Charmeleon, Charmander, Charizard, Pokemon của mọi nhà. Chắc hẳn là các bạn ai cũng quen thuộc lắm rồi. Dẫu là mình biết ai cũng quen mặt với lại Charizard rồi, nhưng mà cái khoảnh khắc nó tiến hóa từ Charmeleon lên Charizard ấy, thì nó vẫn kiểu lâng lâng lắm các bạn ạ. Ngầu lòi khó tả. Úi giời, một con rồng nhưng lại không phải là rồng. Wow, ngầu ư chịu được. Lên rồng thì nó có thêm hệ bay vào. Úi, khác bọt lên, khác bọt lên. Ngầu chưa, ngầu chưa. Giờ thì mình có
thể cưỡi nó phiêu du khắp bốn phương trời đấy. Bay lên nào. Chết mẹ sao bay đần vậy con. Trong lúc bay thì mình có phát hiện ra là ở đây nó đã spam ra một con Pokemon huyền thoại, Raikou. Wow, nhưng mà level 70 lận các bạn ơi. Mặc dù là mình cũng thèm lắm ấy, nhưng mà mấy con Pokemon hiện tại của mình giờ yếu quá. Nhưng mà khoan, mình có ý này, tổng cả là ở đây mình đang có 13 quả Premier Ball ấy. Mình sẽ thử spam Premier Ball xem nó như thế nào. Ơ chết mẹ, biết ngay mà Pokemon huyền thoại nó chảnh lắm. Chết. Level Ball thì không được rồi. Repeat Ball xem nào. Ok nha. Vô đi con. Vào đi, tao cho mày tiến hóa Dynamax. Ơ chết không được, nó chảnh luôn. Ok, thế thì Pokemon thường nhá. Vô nhá. Vô đi con. Vô đi, đừng có chảnh nữa. Lên Dynamax nhá. Đảm bảo là mày to hơn, ngầu hơn, đẹp hơn, rực rỡ hơn. Tiến hóa Dynamax là tiến hóa của mọi nhà. Tiến hóa vào xong cái bao nhiêu con cái nó bu vào ngay. Các em nó cứ bu vào, không thích hơn à? Không thích hơn là ở ngoài ruộng đây à? Chết mẹ ơi, con này chảnh đấy nhờ. Rồi xong luôn, phải thử mới biết được các bạn ạ. Mình cho Charizard của mình ra Q9 luôn. Ôi chết, xong rồi, toan rồi. Biết ngay là đánh không lại mà. Đấy, biết ngay mà. Nhưng mà không sao các bạn ạ. Rồi xong đi luôn, chơi tí Ultra Ball vào nè. Rồi xong luôn, ngủm luôn. Con này công nhận là cứng đầu phết đấy các bạn ạ. Mình spam đầy đủ các thể loại ball luôn nhưng mà nó không chịu, chảnh thế nhờ. Bắt từ sáng đến tối mà cũng không vào luôn. Mẹ. Do là mấy con Pokemon mình giờ nó yếu quá chứ. Chờ tí nha. Thử chơi tối xong mình spam Dirt Ball xem nó có ok hơn không nào. Ok, trời tối rồi đây. À, anh Giai, trời tối rồi đấy. Bây giờ mình vào Pokeball mình đi nghỉ ngơi ấy, nó sẽ vui hơn nhiều. Anh bạn có nghe thấy tôi nói gì không? Come on, vào đi. Ngủ ở đây cho nó ấm áp chứ ngủ ngoài trời này lạnh lắm, sương gió các thứ, bị cảm đấy. Rồi xong luôn. Vô đi bạn, tôi đảm bảo trong này thích hơn ở ngoài trời nhiều. Thôi mình bỏ cuộc các bạn ạ. Má nó lì quá. Ai mà tha để mấy quả bô đây đi kiếm mấy con Pokemon ngon hơn còn ok hơn chứ. À này không ổn, này không ổn. Mải mê đi bắt Pokemon huyền thoại quá mà mình quên mất rằng chỉ còn có đúng 2 con Pokemon nữa thôi là mình có thể hoàn thành xong cái nhiệm vụ vùng què này rồi. Đây, Charizard. Đánh con này nhá, đánh con Smolip này nhá. Ok, con cuối cùng nào, con chó trắng, đánh nó cho anh. Ây da, chó trắng khỏe ấy. Ôi chết mẹ, chó trắng level 42 rồi. Chết, đánh nó mà không chịu nhìn level ạ. Hơi ngu. Rồi xong đi luôn. Mà không sao, mình vẫn còn một con Pokemon khác mà. Xem con này chịu nổi không ta. Ôi chết, ai cũng có lúc sai lầm các bạn. Đây, đánh cái con Nuem này cái xem nào. Ok. Ấy, chết mọi à, mình tưởng là thế là hoàn thành xong nhiệm vụ chứ. Nhưng mà ở đây nó còn ghi là capture 5 Pokemon, thu phục thêm 5 Pokemon nữa à? À, thì ra nó là một nhiệm vụ đôi các bạn ạ. À, tưởng dễ ăn chứ. Ok. Thế đơn giản thôi. Cứ đánh vài ba con Pokemon yếu xung quanh đây. Nhanh không mà. Rồi, con thứ nhất bắt bừa đi. Ơ chết mẹ, đánh nó chết luôn rồi. Mẹ chà rớt này. Tao bảo mày nhẹ tay thôi cơ mà. Nói bao lần không nghe. À, đây có một con heo này, con heo Cute. Lần này thì mình sẽ chỉ bắt Pokemon để mà hoàn thành nhiệm vụ thôi nha, chứ mình không có mục đích gọi là thu phục cho nó đầy đủ đội hình của mình đâu. Chết mẹ, nhưng mà đánh phát nó lại chết luôn rồi. Má mày cho nó thành heo nướng rồi. Trời ơi, Charizard ơi. Ok, một em Pokemon đầu tiên, còn lại 4 con nữa thôi, cố lên, sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ok kìa, cái thằng cha này, lúc bảo ngồi thì không ngồi, lúc không bảo ngồi lại ngồi là như thế nào vậy? Thằng này buồn cười nha. Ok, Pokemon thứ hai đã vào chuồng, lợn béo Tây Bắc. Chết cha, con chuột này công nhận là có vẻ cứng đầu phết nhờ. Premier Ball, trái bô nạp lần đầu. Đấy, lụm ngay. Đủ em Bofalan này công nhận là có vẻ trâu phết nhờ. Lì lợ phết đấy, thế có cưỡng lại được với Ultra Ball không? Đấy, làm sao cưỡng lại được với Ultra Ball thì tao biết ngay mà, chẳng đến nào được. Ok, đây rồi, em Pokemon cuối cùng, Alexka. Ngon. Và giờ thì mình sẽ cần phải tìm lại cái ông què đã giao nhiệm vụ cho mình ấy, và sau đó là trả nhiệm vụ cho ổng. Nếu mà mình nhớ không nhầm, sau mấy ngày không gặp ổng thì ổng là một ông già. À đây, may quá. Lại nói chuyện cái xem nào. Chết cha, nhưng mà ổng vẫn hợp thể với lại thằng cha này, hai ông yêu nhau à? Ok, chết mà vẫn chưa xong người ta. Mà nó lại giao thêm cho mình một nhiệm vụ nữa, đó chính là defeat 5 trainer. À, phải đánh bại 5 người chơi cơ. Có ta. Do là ở làng mình mấy ông trainer level cao quá, thế nên là mình có đi tìm mấy cái ngôi làng khác để mà đánh nhau các bạn. Thì đây mình kiếm được một ông level 14 này, lụm luôn. Vô bạn đây, một đi. Ừ, bọn này mềm. À đâu, có cả Latios nữa luôn ạ. Mẹ xịn gì đây, xịn vai. Trời, mấy con này ra Charizard nó khạc cho một lửa. Ừ, đúng một thổi thôi, một thổi đi luôn. Có cả Slowbro nữa này. À đâu, bọn này xịn phết nhở. Nhưng mà con nào con đấy cũng level 15 thôi. Ê, Charizard ngủ thôi cũng win đấy chứ. Ok, một thằng đầu tiên đã bị tiêu diệt. Một thằng thì có 6 con Pokemon, mà 6 x 5, 20 con Pokemon đúng không? Ok, 20 con Pokemon, mình sẽ cần phải tiêu diệt 20 con Pokemon. May quá, ở đây mình lại tìm ra được một thằng level 11 đây này. À không, một cô bé xinh xắn level 11 chứ. Ý, xin lỗi em nhé, anh hơi thô thiển, nhưng mà anh rất chân thành. Nếu em có đồng ý thì làm vợ của anh. Em không đồng ý à? Em không đồng ý thì anh sẽ khạc cho hết tất cả những con Pokemon của em thành tro bụi. Ở xong win à? Ê, em này yếu vậy, đánh lại lần nữa không em? Không biết là một trainer mà mình đánh 2 lần thì có được tính không nhở? Ê, không được tính rồi. Cái
vậy? Sau khi đến một ngôi làng khác thì mình kiếm được con Pokemon gì trông lạ này. Ê, hình như con này cũng Gigantamax được đúng không? Nhưng mà nó level 40 lận cơ. Bây giờ thì mình chỉ tập trung vào công việc lấy vòng Dynamax thôi, nên là con này cứ tạm thời bỏ qua đi. Đây rồi, mình lại tìm được một em bé rất là xinh tươi, level 4 à? Ok, level 4 vậy thì anh sẽ nhẹ tay cho em. Anh nhất định sẽ nhẹ tay thôi. Anh chỉ đánh vào mông mấy cái thôi. Rồi xong luôn, đi luôn. Có đúng con à, đúng là level 4 khác. Yếu. Channel thứ tư của chúng ta là một ông gì đây? Mấy ông này ăn mặc biến thái nhỉ? Mình sẽ tạm gọi đây là channel biến thái. Ok, những thằng biến thái này thì mình cần phải khè lửa cho nó ngất luôn. Mày chó lửa biến thái. Thằng này cũng có Pulip này. Này thì Pulip. Mãi đến trời tối thì mình mới tìm ra được cái ông channel cuối cùng của cái làng này các bạn ạ. Mấy sao nó ăn mặc trông dị hợm này. Ban nhạc rock đúng không? Thằng này trong ban nhạc rock thì đúng không? Quay lại đây bạn ơi, level 32. Mình nghĩ là mình sẽ cân được á. Chết rồi, giờ Charizard của mình yếu lắm rồi đây. Không sao, mình cân được, mình không cân được. Má cái thằng cha kia nó ăn gì mà nó khỏe điên luôn á. Giờ phải kiếm đâu ra thằng trainer cuối cùng đấy ta. Khó thế à. Ủa? À nó đây nè. Miệng mình sao nó mà nó thiêng thế. Nó hơi thiêng các bạn ạ. Nãy mình ăn mình không đánh răng nên là mồm nó thối quá, nó thiêng như này luôn. Ok ok. Ok luôn. Hoàn thành nhiệm vụ luôn. Giờ lại phải nói chuyện với cái ông đầu hói kia. Nhưng mà chết, giờ mình quay trở lại làng có khoai quá không nhỉ? À không sao, mình cưỡi được Charizard cơ mà. Về thế nào? Đây nha, đây là nhiệm vụ cuối cùng nha. Tôi làm mệt muốn đứt hơi đấy. Ông có trả nhiệm vụ cho tôi không? Ok. Hoàn thành rồi. Ơn rồi. Siêu. Hoàn thành rồi. Đây rồi các bạn ơi. Vòng tay Dynamax cuối cùng đã xuất hiện trên tay của mình rồi. Nó đây này. Trời ơi, thấy không? Thấy chưa? Thấy gì chưa? Mà. Làm xong nhiệm vụ mà mình muốn rớt trước mắt. Chưa bao giờ mình chơi Pixelmon mà nó cực khổ thế này luôn. Tôi xúc động quá. Các bạn à, hãy chúc mừng mình đi. Chúc mừng mình đi. Hạnh phúc quá. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên má của anh ấy. Từ ngày 40 đến ngày 50, sau khi mà hoàn thành xong cái nhiệm vụ ấy, thì đầu óc của mình nó cũng gọi là thoải mái tinh thần hơn tí các bạn ạ. Thế nên là mình bắt đầu xây một cái căn nhà. Dù sao thì mình cũng sinh tồn ở thế giới này dài dài, đâu đó tầm 500 ngày lận. Thế nên là việc có một căn nhà cũng là cái điều tất yếu thôi. Và chưa gì là có boss nó xuất hiện luôn này. À chà chà chà. Nếu như mà đây là thế giới gọi là Mega thì mình đó. Nếu như mà đây là thế giới Pixelmon Mega thì mình cũng đập cho nó ra bã luôn rồi. Nhưng mà xin lỗi, đây là thế giới Gigantamax. Thế nên là anh cút đi nhá. Mõm thế chứ thật ra mình cũng có đánh được nó deck đâu. Yeah. Và đây rồi, ngôi nhà thân yêu của mình cuối cùng cũng đã được xây xong rồi các bạn. Các bạn lần này thì các bạn nhìn xem phong cách nó giống với quả gì nào. Trời, dễ không mà. Đây chính là phong cách Ultra Ball nha các bạn. Bạn nào bảo không giống đi, thử bảo không giống xem. Mình kêu con trai rớt ra mình khạc chết mọ rồi lao. Dám bảo không giống, đẹp như này bảo không giống, tào lao. View nhà của mình thì nó sẽ như thế này. Hàng ngày mở cửa ra, phía trước mặt mình đó chính là cái ngôi làng thân thủ. Quay sang bên phải một tí thì đây chính là view biển. Ý, trời ơi. Xong đây tự nhiên có anh dân làng đến gọi là ghé thăm nhà của mình luôn này. Nhưng mà anh hỏi gì ấy các bạn ạ? À chú à, chú có thấy cái con lợn cưới của anh chạy qua đây không? Lợn cưới á? Từ lúc mà em đeo cái vòng tay Dynamax này xong xây thêm một cái căn nhà siêu đẹp thì em chả thấy con lợn nào nó chạy ngang qua đây cả. Có căn nhà mới thì cũng phải vào mở bát, đi ngủ đi đái ỉa cái cho nó lấy may các bạn. Từ ngày 50 đến ngày 60, tưởng rằng sau khi mà xây nhà xong thì mình có thể được yên ổn ở nhà nghỉ ngơi và tận hưởng tuổi già. Nhưng mà không các bạn ạ, đời đâu có như mơ. Và sau khi mà có được vòng tay Dynamax này, có nhà ở các thứ ngon lành này, thì tất nhiên là mình sẽ phải tìm đến cái khu đất nấm. Và sau đó là hai mấy cái cục nấm này này. Nấm này thì có tên là gì đấy ta? Max Mushroom, nấm điên cuồng. À, nghe cái tên thì mà khét thế nhở. Gắt đấy. Mình phải tìm đâu đó khoảng tầm 3 cây nấm thì mới có thể hợp lại thành một bát súp nấm. Ok ok. Tìm mấy này chắc cũng đơn giản thôi. Mới chia là mình đã tìm được 2 cây ở đây này. Cuộc sống màu hường với đống Pokemon Dynamax, cuộc sống màu hường với đống Pokemon Gigantamax đang vạch ra trước mắt của mình. Hào hứng quá, hào hứng quá. Tiện thể đang chiêu lúc mà đi hai nấm ấy thì mình phát hiện ra là đấy có một cái Master Chef nhưng mà nó nằm đâu nhỉ? Trên đây thì chắc không phải này. Có lẽ nào nó nằm ở dưới đáy xã hội ư? Mình cũng chưa bao giờ loot cái Masterchef ở khu đất nấm này cả. Nên là phải đào thử xuống bên dưới mới biết được. À đù, thật luôn ạ. Mà đây nó có một cái nhà riêng luôn này. Wow, ẩn thế nhỉ? Ok đấy. Viên ngọc ẩn. Đù, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình lụm cái Masterchef đầu tiên ra được cái Master Ball luôn. Ôi, má ăn gì mà hên vậy? Ông trời thương mình rồi các bạn ơi. Trời ơi, số hôm nay nó hên quá. Ok, lụm xong rồi thì mình chui lên thôi các bạn ạ. Ở dưới đây nhiều ngộp thở quá. Ấy nhưng mà trời sao lại đang mưa vậy? Ông trời à, có phải đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của ông gửi tặng cho tôi để chúc mừng tôi tìm ra được cái Master Ball đầu tiên không? Tôi cảm ơn ông nhé. Tạm gác lại sự sung sướng ấy qua một bên thì mình vẫn phải đi làm cái nhiệm vụ cấp bách ngay bây giờ. Đó chính là đi hái nấm. Và những tháng ngày sau đó của mình chỉ là đi tìm, chạy từ cùng trời cuối đất, từ nơi cao nhất đến nơi thấp nhất, từ nơi gồ ghề nhất đến nơi bằng phẳng nhất của cái đảo nấm này để mà hái những cái cây nấm điên cuồng. 3 cây này, 4 cây này, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Ok, cây thứ 9. Ngay sau khi mà có đầy đủ số lượng nấm mà mình đã vạch ra sẵn ban đầu rồi thì tất nhiên bây giờ mình cần làm thêm mấy cái bát nữa. Ok, ở đây chúng ta có 4 cái bát này. Nhưng mà hiện tại mình chỉ có 9 cây nấm. Tức là mình sẽ tạo ra được 3 tô súp. Này nha,
Cái này là ba tô súp chứ không phải là ba tô cơm đâu nha. Thằng nào bảo tao ăn ba tô cơm tao đập chết. Tô súp đầu tiên thì tất nhiên rồi, mình sẽ dành cho Charizard. Nào ăn đi em, ăn đi rồi mà tiến hóa Gigatamax nhá. Ngon 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 ngon. Xịn. Do là 100 ngày đầu tiên mình cần phải làm quá là nhiều việc, thế nên là mình không thể nào mà có full một cái đội hình toàn những Pokemon tiến hóa Gigatamax được. Tạm thời thì mình sẽ chỉ vạch ra đó tầm 3 con thôi là mình cảm thấy là ok lắm rồi đấy. Nên là bây giờ mình sẽ đi về các bạn, kiếm thêm những con Pokemon tiến hóa Gigatamax cuối cùng. Từ ngày 60 đến ngày 70, sau khi mà mình bay qua cái vùng gỗ Bạch Dương, thì đây mình có phát hiện ra rằng có một em Pokemon huyền thoại spam ra các bạn ạ. Không gì khác chính là Zacian, bố của mọi loại Pokemon luôn. Mà em Zacian này không bắt không được các bạn ạ. Mạnh lắm đây, mang hệ tiên. Nhưng mà sau khi mà ngậm cái kiếm gì vào, nó lại lên hệ tiên và thép. Mà hệ thép mình thấy kết hợp với hệ nào nó cũng ngon hết á. Chết mẹ, sao tự nhiên con chó này. Để tao đánh với Zacian xem nào. Ok nha Zacian nha. Bây giờ thì tiện thể mình cũng vừa mới tu luyện được em Charizard lên Gigatamax đúng không? Chiến luôn, không nói nhiều các bạn ạ. Mà Charizard của mình tiến hóa Gigatamax đẹp vai, ngầu vai. Dạng này mình chưa bao giờ thấy luôn các bạn. Rất có thể đây là một dạng đặc biệt các bạn ơi. Đúng, đánh vào máu của Zacian này. Ok. Thêm một chiêu nữa. Rồi xong luôn. Tưởng Zacian tha cho mình chứ, ai ngờ Zacian đập một cái kìa. Ok. Yếu máu đúng không? Chết cha, giờ còn lại cái đống Pokemon này cũng chỉ để làm mồi nhậu cho Zacian thôi. Mà em Zacian mạnh lắm. Nào. Ok, yếu máu. Đánh thêm một đòn nữa. Ok, yếu máu này. Bị bỏng này. Zacian đang bị bỏng này. Ok nè, mình sẽ bam Ultra Ball trước này. Em này tuy là không tiến hóa được Gigatamax nhưng mà tiến hóa được Dynamax này các bạn. Ok, thử lên Dynamax xong rồi chơi một chiêu Max Flame xem nào. Ok, có vẻ thốn này. Ôi xong, đánh được có hai lượt cái xong mẹo luôn này. Rồi xong luôn. Tao biết ngay kiểu gì cũng thành mồi nhậu cho Zacian mà. Rồi xong luôn. Bao nhiêu con ra giờ chắc quấn lá mơ cho Zacian ăn hết. Tao biết ngay mà. Rồi, tới số rồi, tới công chị rồi. Zacian à, bình tĩnh nào. Đây, hãy nhắm con này từ từ nhá. Anh cho mày Ultra Ball. Ultra Ball là một phòng khách sạn vô cùng là VIP Pro đấy. Vào đi. Rồi xong luôn, không vào luôn, tao biết ngay mà. Và để tránh mất thời gian mà cũng như là công sức, kiểu tốn nước bọt thuyết phục ấy các bạn. Thôi thì mình sẽ tung ra con bài phải gọi là mạnh nhất của mình, Master Ball. Biết sao giờ, chỉ còn cách chơi rơi như thế này mới lụm được Zacian thôi chứ biết sao giờ. Giờ đội hình của mình nó yếu quá mà. Level 70 đấu với lại con cao nhất cũng chỉ có 52. Ok. Không vào không được chứ. Ui, lên cấp gì dữ vậy. Ok. May quá, mình có đem theo cái PC. Đây, Zacian giờ lên gần chủ lực. Chết cha, đang định đi về thì có thằng rank con nào nó lại, nó định đánh mình các bạn ơi. À, láo thế nhở. Tao lại cho mày ăn một đấm luôn đấy chả, láo. Mày không biết bố mày là Zacian à? Láo thật, nãy là mình còn chưa lắp cái kiếm gì cho Zacian đấy nhá. Nhờn. Từ ngày 70 đến ngày 80, mình lại tiếp tục lên đường để mà chiêu mộ thêm những thành viên mới cho cái đội hình của mình các bạn ạ. Và lần này may thay, mình gặp thêm cả một em Pokemon huyền thoại khác này. Đây rồi, Evelto các bạn ơi. Con Pokemon huyền thoại này ngầu vai trưởng. Ba nó ngầu chưa kìa. Mà con này mà không bắt cũng không được các bạn ạ. Không bắt thì mình lại cảm thấy anh ấy ngứa ngáy tay chân quá. Thế nên là cho Charizard ra xuất hiện đầu tiên luôn nào. Charizard. Ok, Charizard là ra rồi. Tiến hóa Gigatamax luôn. Chơi Gigatamax luôn. Rồi ok, thốn. Mà em Charizard Gigatamax này đẹp vai các bạn ạ. Lửa xanh, da đen, gần giống với lại tiến hóa Mega X. Nhưng mà chết. Ok, đánh như thế thôi. Ôi rồi. Nãy thôi bạn ơi. Ultra Ball cái đi. Nãy thôi. Rồi, nãy thôi là mạnh lắm rồi. May mà Yveltal không có bị bỏng. Nên là rồi xong luôn, cho ngủm luôn rồi. Rồi bạn ơi, bạn yếu máu lắm rồi đấy. Đừng để Zacian nóng nha. Zacian nóng là bạn phải bật quạt đấy. Vô đi nào. Ok, vô luôn. Một phát ăn ngay. Ui, ảo thật đấy. Số mình này nó hên thế à, một phát ăn ngay luôn. Lụm. Ôi, giờ thì trong đội hình của mình lại có thêm một em hệ bay nữa. Ngon thế nhờ. Giờ mình cứ Evelto nó lại là cả một câu chuyện khác này các bạn. Mà em nó ngầu vai trưởng. Ui, ngầu vai trưởng. Ây à, chết mẹ sao bay thấp dữ vậy. Chà, các bạn thấy sao? Ngầu không? Đẹp trai không? Quá xịn luôn. Dưới chân thì cứ Evelto, trên tay thì đeo Dynamax vòng tay. Ai mà làm thơ hay thế nhờ. Đã đẹp trai còn làm thơ hay nữa. Chết. Thế này thì các em gái cứ thế mà bâu vào. Anh thở ra mấy câu lấy giấy mà chép vào. Dù mang speaker hay là dép lào. Game. Và đây rồi các bạn ơi, từ ngày 80 đến ngày 90 thì mình lại tiếp tục lặn lội vào trong những cái khu rừng để mà tìm kiếm đến Pikachu. Em Pikachu này sau khi mà tiến hóa Gigatamax lên cũng rất là đẹp luôn nha. Nó không ngầu các bạn, nhưng mà nó cũng té ứ chịu được. Đầu tiên thì mình định tìm đến Pichu để mà thu phục cho nó dễ hơn ấy. Nhưng mà chợt nhận ra rằng Pichu chỉ spam ở thế giới Ultra thôi. Và mình tìm mãi chả thấy cái cổng què nào dẫn qua Ultra cả. Vậy nên là mình phải lặn lội vào rừng và sau đó tìm đến Pikachu đấy các bạn. Giờ thì cho con nào ra tiếp đón với lại Pikachu được nhỉ? Giờ mà cho Zacian hay là Evelto hay là Charizard ra thì nó lại gọi là nguy hiểm quá. Nên là mình sẽ tạm thời cho em Raticle ra trước. Nào Pikachu đừng có chạy nữa em ơi. Chết mẹ sao nó chạy nhanh như vậy? Đúng là con chuột điện có khác mà. Ừ, con chuột điện này cũng tiến hóa Dynamax được này. Ai da, khỏe đấy. Chết, bình tĩnh nào. Mày đánh em tao hơi bị căng rồi. Nào Pikachu, con chuột này nó cắn đau lắm. Thôi em vào tạm cái quả Ultra Ball đi được không? Làm ơn, vào đi. Vào. Ôi, vào luôn. Ui, Ultra Ball.
Trời ơi, Ultra Ball thật là đáng đồng tiền bát gạo khi mà mình xây căn nhà có hình Ultra Ball mà. Ê trời ơi, đá tạ trời đất cùng thì đấy rồi. Đấy rồi, chính là nó. Đặt cái PC xuống. Bây giờ thì mình sẽ cho đây con Vupip này cút. Đấy, Pikachu là dạng tiếp theo. Ok, ok, ok. Đấy, sau khi mà bắt được Pikachu rồi, sau đó mình cũng phải về flex với lại mấy anh Pokemon gần nhà ấy nhỉ. Giời ơi, giời ơi, con bò này. Mày thích ủi nhà tao không? Đấy, nhà mình xây hình dạng Ultra Ball giờ nó cũng may đấy. Các bạn nếu như mà muốn lấy may cho cái quả bóng nào thì nhớ là xây nhà giống y hệt cái quả bô đấy, giống như mình nhá. Lấy may đảm bảo vẫn may lên 100% luôn đấy chứ. Ok, em nào có vẻ mềm ta? Pikachu của mình à, level 34 này, sợ gì đúng không? Đánh em nào đi ta? Đây, đánh em chuột level 31 đi. Mình ra đồng đánh chủ yếu là để cho các bạn nhìn rõ hơn cái trạng thái Gigatamax của Pikachu các bạn ạ. Chứ trong rừng thì khó thấy lắm. Ok ok. Ok ok. Ủa? Ê chết, quên. Lộn. Mình chưa cho Pikachu ăn nấm mà. Ai trời ơi. Lộn. Xin lỗi. Vội quá mà quên mất, lú mất. Đây, lại nha Pikachu nha. Nào, ăn bát xúc nấm này. Đó, vứt mấy iPad này đi. Ăn xúc đa bát. Đó, con Mew tanh này có vẻ mềm này. Pikachu, Gigantamax. Ồ chết mẹ, chưa kịp Gigantamax con bò nó chết rồi. Má khỏe ấy. Đúng một chiêu Gigantamax duy nhất kìa. Cay vậy. Đây, con chuột này cứng này. Ok nha. Gigantamax nha. Đó, đù, lại một dạng đặc biệt mới của Gigantamax các bạn ơi. Con này nhìn đẹp vãi. Mà các bạn thấy má nó cái gì đây? Cái gì đây? Sharingan à? Vãi nồi. Không lẽ ở đây là Pikachu Sasuke ư? Vãi nồi, chơi quả lôi độn này hơi thốn nha. Vãi, nhìn đẹp vãi các bạn. À, các bạn còn lời nào có thể bình luận lại với con Pikachu này không? Có lời nào nữa không? Đẹp quá đáng quá thể đi mà. Chết. Đánh nhiều đây vẫn chưa đã các bạn ạ. Ra ngoài đây đánh tiếp. Tìm con nào nó châu châu lên tí để mình còn chiêm ngưỡng cái nhan sắc của em Pikachu Gigatamax chứ đúng không? Đây, trời ơi, má nhìn nó bự nó phê. Kìa. Xét này là xét xanh nha. Mà những cái tia chớp mà hay là những cái luồng lửa ấy, màu nó càng nhạt thì tức là nhiệt độ nó lại càng cao các bạn ạ. Và các bạn biết không, mình vẫn ưng hai quả Sharingan vạn hoa đồng này quá. Mà chơi quả Mach Lightning xem nào. Mach Shaker xem nào. Rồi xong đi. Mỗi lần tiến hóa Gigatamax thì mình sử dụng được có 4 lượt à. Nhưng không sao, cái nhan sắc này thì 10 điểm. Không có nhưng, nãy giờ là em Pikachu thể hiện cũng nhiều đúng không? Giờ đến em Charizard hắc hỏa thể hiện cho các bạn xem này. Đây, con chó hồng này. Con chó hồng này công nhận là có vẻ dữ ấy. Gan bun, giữ đấy. Mày có gan lắm đấy. Mày sao? Mày gan bun hả mày? Đúng là mày ăn gan hùm gan cọp rồi mới dám đánh Charizard Gigatamax của tao. Lão. Từ ngày 90, cảm thấy như là vẫn đang còn rất là nhiều thời gian. Thế nên là mình có tìm đến một cái vùng đất mới, một cái khu vườn màu xanh trông rất là đẹp. Thì đây mình gặp được em Bulbasaur. Em Bulbasaur này thì sẽ chỉ xuất hiện vào buổi sáng sớm thôi. Ấy, nhưng mà level mới có 12 các bạn ạ. Ít thế nhở. Rồi chắc mình sẽ cho Pikachu ra đánh một vài đường trước. Đánh nhẹ nhẹ thôi. Đánh chủ yếu là để thu phục chứ không phải là để hạ gục. Nên là nhẹ nhá. Ok, nãy thôi. Ok, nãy thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho Ultra Ball vị thần may mắn ngày hôm nay ra nào. Ôi, được luôn. Mà Ultra Ball, tôi yêu bạn. Ultra Ball 10 điểm. Đúng là đáng đồng tiền bát gạo khi mà bỏ tiền ra mua cái Ultra Ball này mà. 10 điểm. Ok, và giờ thì mình sẽ thay thế Bulbasaur cho con Raticle này. Mặc dù biết là bây giờ mấy con Pokemon xung quanh con nào level cũng cao ấy, nhưng mà chắc là Bulbasaur vẫn sẽ cân được. Cái cấp thôi. Và ở level thứ 15, mình cắn cho Bulbasaur một tí kẹo. Là Bulbasaur bắt đầu tiến hóa rồi. Chà, tiến hóa mà cũng phải đặt lội xuống nước như đúng rồi. Ok, trạng thái thứ hai của Bulbasaur đó chính là Ivysaur. Trạng thái này thì hoa bắt đầu nở ở đây, trông cũng ok ở đấy. Nhưng mà vẫn chưa tiến hóa Gigatamax được nên là cần phải tiến hóa thêm nữa. Và đây rồi, level thứ 36 cho Ivysaur cắn thêm viên kẹo nữa và nó sẽ tiến hóa thành Venusaur. Mà có thêm một chiêu hệ cỏ nữa này, mình sẽ thay chiêu này ấy. Ok, nhìn chưa xong hệ độc và cỏ cưỡi được luôn này. Ấy chết, mà cưỡi xong mình dính phải cái hoa độc này mình có ngất không ta? Chắc không sao đâu. Và tất nhiên rồi, rút kinh nghiệm từ những lần trước thì mẹ từ đã các bạn, chờ mình tí nhá. Có thằng rank con level 5 nó lại đánh mình các bạn ơi. Mày láo. Cho một chiêu Gigatamax đi luôn. Ok, trở lại với câu chuyện gọi là tiến hóa Gigatamax thì rút kinh nghiệm từ em Pikachu, mình bắt đầu triệu hồi Bulbasaur ra và sau đó là cho em ăn bát súp cuối cùng. Hôm qua ăn bát cháo gà, hôm nay em đã bỏ nhà ra đi ăn cháo đá bát. Nào, có ai muốn thử sức mạnh của Bulbasaur Gigatamax không ạ? À, con chó trắng này. À chết mẹ, chó trắng level 56 lận. Xin lỗi ạ. Con lợn này đi. À chết, nhưng mà con lợn này bây giờ nó ở trong cây thì tiến hóa nó hơi bị lag nhỉ. Không sao, chắc được á. À chết rồi, đánh con phát nó đi luôn rồi. Ấy xin mà, gì mà yếu vậy lợn? Lợn ăn cỏ mà sao lợn lại không ăn được Bulbasaur là như thế nào? À đây, thằng rank con này, chờ tí tao đổi Pokemon. Venusaur ra lò. Đây nha mày, con trồn hôi đúng không? Mày con trồn hôi đúng không? Nhưng mà Venusaur tao còn hôi hơn mày ạ. À, cắn mất một tí máu à. Ok. Ui. Đây chính là trạng thái Gigatamax của Venusaur đấy các bạn ạ. Nhưng mà cho chiêu cái đi luôn. À, nó khỏe à. Tiến hóa Gigatamax nó khỏe à.
Sao cái con đầu chọc này nó lì thế nhở? Nào, tiến hóa một lần cuối Gigantamax cho mọi người xem đi. Venusaur. Ui dồi ôi, nhìn nó ngầu gì đâu á. Mấy bông hoa nó nở kìa. Ôi chết, rồi xong đánh phát nó lại đi luôn. Nó khỏe à? Khỏe thật, công nhận là khỏe thật đấy các bạn ạ. Ui dồi ôi, một phát đi luôn. Và thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chưa gì mà chúng ta cũng đã hết 100 ngày đầu tiên về thế giới Pixelmon Gigantamax rồi các bạn ạ. Nếu như mà các bạn thấy thích video này thì đừng quên là để lại cho mình một like cũng như là một subscribe nha. Chuẩn bị là sẽ có 200 ngày thế giới Gigantamax Pixelmon đấy. Nhớ like nhiều vào mới ra, không like không ra đâu.